Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Sói Đi Thành Đôi của tác giả Vu Chiết, thể loại truyện đam mỹ, hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công 11HE. Truyện hoàn 105 chương và 3 phiên ngoại. Biên Nam, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, nếu trong lòng cậu có chuyện, tôi liếc mắt một cái là biết ngay, nếu cậu không nói, tôi sẽ đoán mò, đoán sai thì phiền lắm. Khưu Dịch, tôi thật may mắn khi gặp được cậu. Ở bên cậu tôi thay đổi rất nhiều, tôi thích sự thay đổi đó, cũng thích những điều khác biệt cậu mang đến cho tôi. Câu chuyện của Khiêu Dịch và Biên Nam có thể gói gọn trong hai câu, không đánh không quen và ghét của nào chơi trào của đấy. Sói Đi Thành Đôi mang đậm hơi thở thanh xuân đầy ngỗ nghịch của những chàng thanh niên 17 tuổi đang trong thời kỳ phản nghịch. Một Biên Nam có tiếng ở trường thể thao đến đại ca cũng phải nể mặt vài phần, và một Khiêu Dịch đẹp không góc chết đứng đầu trường vận tài đường thủy, không chỉ vì học tập mà còn cả đánh nhau nữa. Mở đầu theo kiểu oan gia ngõ hẹp, Biên Nam và Khiêu Dịch vừa nhìn đã không thấy vừa mắt nhau. Học ở hai trường có truyền thống đánh nhau giành gái, nên hai ông thần này cũng chiến qua vài trận, đánh tới khi Khiêu Dịch gãy chân nằm viện mới tạm thôi. Vốn một tay Khiêu Dịch làm việc nhà, chăm sóc người bố ngồi xe lăn, và cậu em trai còn học tiểu học. Giờ cậu phải nằm viện với cẳng chân treo lên, nên Biên Nam phải thế vào chỗ trống. Chỉ là Biên Nam không biết gì cả. Nếu biết kẻ mà cậu phải lui tới nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa dùm là Khiêu Dịch, không biết Biên Nam có chịu làm hay không. Nhưng đến khi rõ chuyện thì sự cũng đã rồi. Lúc đọc đoạn này thực sự tớ rất mong chờ cảnh hai bạn trẻ nhận ra mình đã nấu cơm cho ai, ăn cơm của ai suốt cả tháng. Và tác giả đúng là không khiến người ta thất vọng. Mấy ai nghĩ được rằng đằng sau một Khiêu Dịch vừa ngầu vừa xoái, xuất hiện cảnh đầu tiên đã đánh cho Biên Nam và Vạn Phi một gậy, rồi nghênh ngang đạp xe đi mất, lại là một chàng trai lớn lên trong gia đình khó khăn, sáng đi học, tối đi làm đến khuya bươn trải kiếm sống nuôi người bố bị liệt nửa người và đứa em trai ngốc manh đáng yêu Khiêu Ngạn. Có thể nói Khiêu Ngạn chính là ông Tơ. Mang hai chàng trai của chúng ta đến gần nhau hơn. Khiêu Ngạn còn nhỏ, dưới sự dạy dỗ bảo bọc của Khiêu Dịch vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện đến đau lòng. Còn Biên Nam, trong mắt bạn bè là một thiếu gia muốn tiền có tiền, nhà cao cửa rộng, có tài xế, có bảo mẫu, nhưng không ai biết rằng cậu lại là con của tiểu tam. Sự thật đau lòng mà cả đời này cậu không muốn thừa nhận chút nào. Ở cùng bố và gia đình của bố, Biên Nam thấy mình trở nên thật nực cười. Dù bố rất thương cậu nhưng cũng không thể bù đắp lại khoảng trống mênh mang của hai chữ gia đình mà cậu hằng ao ước. Vì thương tích như vậy nên chiến sự giữa Biên Nam và Khiêu Dịch phải hoãn lại, hoãn đến khi thù hằn giữa hai đứa nhỏ không còn gì luôn, và tình cảm mới lại được chậm rãi sinh ra. Hai đứa con trai mới lớn, cho dù có chút khúc mắc cản trở thì cũng không thể cản nổi sự thu hút đối với nhau. Một đứa thiếu tình thương của gia đình, thiếu một nơi thực sự thuộc về mình. Một đứa bị buộc phải trưởng thành quá sớm, cơm áo gạo tiền chút lên đôi vai 18-19 tuổi. Đến với nhau cũng là chuyện tất nhiên thôi, khi mà đối phương quá hiểu, quá hợp với mình, và cả hai luôn bù trừ cho nhau. Khiêu Dịch có sự ổn trọng, bình tĩnh mà Biên Nam còn hiếu. Biên Nam mở ra những góc nhìn mới tích cực và lạc quan hơn cho Khiêu Dịch. Từ đối nghịch, hai bạn dần dần nương tựa vào nhau để vượt qua vấn đề của mình. Biên Nam nhận được sự ấm áp từ gia đình Khiêu Dịch. Khiêu Dịch nhận được một chỗ dựa để cậu thấy mình không phải gồng gánh tất cả mọi thứ một mình. Chuyện có nhiều đoạn tớ rất thích bởi vì khắc họa nhân vật cũng như mối quan hệ của họ rất rõ nét. Ví dụ như đoạn chân Khiêu Dịch đã khỏi, bèn rủ bạn bè tập kích Biên Nam để trả đũa. Một cái bao đựng cám gia súc, một trận đánh nhau không hiểm nhưng đau, và một lời mời đến ăn cơm vào hôm sau. Cơm là món tủ của Khiêu Dịch, cũng là món Biên Nam thích nhất. Biên Nam đương nhiên đến, trong ba lô còn nhét thêm hai hộp trà làm quà. Hai đoạn hôn trộm đằng sau khu chung cư bị người quen bắt gặp, Khiêu Dịch trước giờ vẫn dùng rằng trong mối quan hệ này lại chủ động lộ diện bản thân. Rồi đoạn Biên Nam vượt đêm tối tuyết rơi đến tìm Khiêu Dịch vào lúc nửa đêm vì nghe tin người ta ốm. Đoạn Biên Nam bị đuổi khỏi nhà. Các phần đoạn vui vẻ hay bi thương đều ấn tượng ngang nhau, không bị mất cân bằng về cảm xúc. Chuyện còn mở rộng đến mối quan hệ của hai bạn với những người xung quanh, bạn bè, cha mẹ, anh chị em, tạo thành bức tranh vẽ một thế giới hoàn chỉnh, rộng lớn chứ không chỉ khắc họa mỗi mối quan hệ của cả hai. Người đọc có thể thấy được hai bạn trẻ nhận ảnh hưởng của những người khác trong cuộc đời mình như thế nào và đi đến những phát triển tâm lý ra sao. Nhân vật không đứng yên một chỗ mà lớn dần theo từng tình tiết, đổi khác đi, trưởng thành hơn là một trong những điều khiến tớ yêu thích trong các tác phẩm đọc được. Gia nhân Phật phụ cũng cực kỳ ngon lành, mỗi người một vẻ không ai mờ nhạt. Và trên hết, không phải thế giới đại đồng nhà nhà đều gay. Chúng ta sẽ có những cô gái đáng yêu, hành xử bình thường chứ không chua ngoa quá quắt hay hú hét ầm ĩ khi thấy trai yêu nhau.
Ngay cả cô em gái cùng cha khác mẹ biến hình ngữ của miền Nam cũng thể hiện cá tính của một cô gái mới lớn được chiều chuộng chứ không có gì điên rồ hơn. Chúng ta cũng có những cặp đôi nam nữ theo đuổi nhau để thấy tình cảm dị tính hay đồng tính đều như nhau cả. Từ khóa vẫn là sự chân thành với đối phương. Một câu chuyện lãng mạn, hư cấu nhưng nhân vật vẫn giữ được độ thực tế nhất định sẽ khiến nó trở nên đáng mong chờ. Cho đến nay, Sói đi thành đôi vẫn đang ở top 1 danh sách yêu thích của tớ. Chẳng cần plot vặn vẹo cua khét, chẳng cần những bi kịch hiếm thấy. Đầy dằn vặt đau đớn khôn nguôi, câu chuyện cứ tiến tới theo từng bước chân nhân vật và khiến người đọc phải dõi theo họ đến hết. Các bạn hãy thử lọt hố theo mình nhé! Trích đoạn trong truyện, cả đám vận tải đường thủy đã chạy tới vỉa hè, bên nam đuổi theo, chống tay nhảy qua hàng rào ở vỉa hè, đập một phát vào phía sau đầu gối của một người. Người đó khuỵu xuống đất lăn một vòng, Vạn Phi đuổi tới đạp một cú lên lưng người đó. Quá trình đánh hội đồng thường diễn ra rất ngắn, từ lúc Biên Nam và Vạn Phi bắt đầu tham chiến cho tới khi cục diện trở thành một lũ đuổi một lũ chạy. Ở vỉa hè tổng cộng chưa tới 5-6 phút. Lần này mục tiêu của Phan Nghị Phong là Khiêu Dịch, nhưng đến giờ Biên Nam vẫn chưa biết trong đám lộn xộn này thằng nào mới là Khiêu Dịch. Chỉ cảm thấy đường đường là anh đại tân nhiệm của vận tải đường thủy, không ngờ lại xoàng như thế. Đuổi rồi chạy, chạy rồi dừng, dừng rồi đánh mấy cái, kế đó đuổi rồi chạy, chạy rồi dừng, dừng rồi lại đánh. Sau khi quá trình này lặp đi lặp lại 2-3 lần, Biên Nam nghe thấy đằng sau có tiếng thét chói tai như ngắn ngủi của một nữ sinh. Cậu cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Ngay sau đó một giọng nam trầm vang lên. Ê! Ê ông nội mày! Biên Nam quay đầu lại. Một chiếc xe đạp màu xanh lục huỳnh quang xông tới, thoáng chốc đã vọt tới trước mặt Biên Nam. Biên Nam chỉ kịp thấy người trên xe đeo khẩu trang. Phía trên khẩu trang là một đôi mắt sâu thẳm khiến người ta chú ý. Không đợi cậu kịp phản ứng, vai phải đã bị đánh mạnh một cái. Lần này đau đến độ Biên Nam thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Ống sắt trên tay suýt tuột xuống luôn. Người nọ đạp xe lướt qua người cậu như một trận gió. Tay trái giơ dùi cui cao su lên, nương theo quán tính của xe đạp, quất vào sườn phải của Vạn Phi ở trước mặt. Vạn Phi không đề phòng, lảo đảo khuỵu xuống đất. Phía sau, Biên Nam hét lên, cảnh báo đám Phan Nghị Phong. Nhưng vài giây ngắn ngủi trước khi cả đám đằng trước quay đầu lại, xe đạp đã lao thẳng tới sau lưng Phan Nghị Phong. Ngay lúc Phan Nghị Phong vừa quay đầu, người trên xe giơ tay lên, dùi cui cao su từ dưới hướng lên đập vào cằm Phan Nghị Phong. Phan Nghị Phong bị đánh tới nỗi ngã ngửa ra sau, té nhào xuống đất. Đám người bên vận tải đường thủy lúc đó ngừng tháo chạy, quay đầu lại. Chết tiệt! Biên Nam chuyển ống sắt sang tay trái xông tới. Mặc kệ kết quả chiến đấu lúc trước như thế nào, lần này Phan Nghị Phong là người dẫn đầu. Phan Nghị Phong bị đánh ngã, có nghĩa là trường thể thao bị bẽ mặt. Hơn nữa trực giác nói cho Biên Nam biết người này chính là Khiêu Dịch. Sau khi Phan Nghị Phong bị quật ngã, người trên xe đạp dừng lại một thoáng ngắn ngủi. Biên Nam tranh thủ lúc này vọt tới bên cạnh đối phương, ống sắt trong tay nhắm vào mặt người nọ. Người nọ phản ứng rất nhanh, trước khi Biên Nam đập trúng mặt mình, người nọ đã đưa tay lên cản. Nhưng lần này Biên Nam dùng sức không ít, đầu tiên ống sắt đập vào tay trái người nọ, sau đó đỉnh ống sắt theo quán tính quẹt trúng khóe mắt của người nọ. Lúc Biên Nam chuẩn bị đập cái thứ hai, người nọ bỗng nhiên đạp một cái, xe đạp lùi về phía trước. Người lái xe quay đầu lại nhìn Biên Nam một cái, Biên Nam thấy vết thương dưới khóe mắt của đối phương đã chảy máu. Lúc Phan Nghị Phong được kéo lên từ dưới đất, cái cằm bị đập đến biến dạng và vẻ mặt méo mó của hắn trông hơi bị thê thảm. Mẹ kiếp! Phan Nghị Phong đau đớn mắng nửa câu, nói chữ được chữ mất, đoán chừng là cắn trúng lưỡi. Rút trước đi, Biên Nam nói, Phan Nghị Phong bị thương ở nơi không nên bị nhất, là người lãnh đạo vụ lần này. Cằm bị đánh lệch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chỉ huy. Đám người bên vận tải đường thủy vốn đã bị đánh tan tác, thế mà người này đột nhiên xuất hiện, cả bọn tức khắc tìm về khí thế, có mấy người muốn xông lại đây. Người nọ ngăn cản, buồn bực nói một câu. Đi! Sau khi hai bên chửi nhau vài câu thô tục, người bên vận tải đường thủy quay lưng đi mất. Người bên vận tải đường thủy bị đánh rất thảm, nếu không phải khúc cuối Phan Nghị Phong bị ai kia đánh ngã, hôm nay có thể xem như bọn họ gây hấn thành công. Bên trường thể thao ngoại trừ Phan Nghị Phong, những người khác không có vấn đề gì lớn, tố chất thân thể của cả bọn đều tốt, bị đánh vài cái chẳng đáng là gì. Vạn Phi bị đánh rất nặng, nhưng bây giờ cũng chưa thấy ảnh hưởng gì quá lớn. Hai người theo Phan Nghị Phong đến bệnh viện cách đây 3 dặm khám gấp, những người khác đều giải tán, có người đi tiệm nếp, Biên Nam và Vạn Phi leo tường trở về trường học. Lúc trèo lên ống nước, Biên Nam mới phát hiện vết thương trên vai nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Cánh tay phải muốn giơ lên rất là vất vả, đã thế còn không dùng sức được. Mẹ nó, Biên Nam trèo vào phòng tắm, tựa lên tường mắng một câu, sau đó với tay kéo Vạn Phi, bởi vì xương sườn đau đang vướng ở bệ cửa sổ không vào được.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt truyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.